Đó có phải là yêu hay không? Tại sao lòng anh lại tự hỏi? Đó có phải một mơ khi hai mình mong về lâu đài? Đó là lời anh ước với tương lai hai ta sau này. Có nụ hồng không phải feel lonely after midnight. Thế là hết rồi khi còn đi.